Com. Kính thưa quý vị, để khai mạc chương trình cuộc thi, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Võ Đăng Thúy, Chánh Văn phòng Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu và có bài phát biểu khai mạc với chúng ta. And please welcome Miss Nguyễn Võ Đăng Thúy, Chief of Office of Vietnam Culinary Culture Association for the opening remark. Và bây giờ, tôi xin phép được thay mặt ban tổ chức chính thức công bố khai mạc cuộc thi bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến tham dự và chúc sức khỏe cho tất cả quý vị. Hôm nay rất là vui và ấn tượng với cuộc thi của chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Chef Roy Lasmana, giám khảo đến từ Indonesia, Chef from Indonesia. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Chef Judy Cook, giám khảo đến từ Singapore, Chef from Singapore. Xin trân trọng giới thiệu Chef Aki Thu Hiền, giám khảo đến từ Malaysia, Chef from Malaysia. Xin trân trọng kính mời ban tổ chức đại diện VCCI cùng với Hiệp hội Sư Đồ Thế Giới tại sẽ cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm và trao tặng hoa cho ban giám khảo của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ban giám khảo cũng như ban tổ chức. Đại diện cho ban giám khảo, tôi xin chúc mừng tất cả các bạn hôm nay tự tin, sức khỏe và thành công. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Mỗi cái bánh cao đều có một câu chuyện, là bạn sáng tạo ra một tác giả. Vì vậy, hôm nay phải có niềm tin, có ý chí, và hoàn thành trận đấu tuyệt vời nhất của cuộc thi. Cũng chúc mọi người có thể thành công trong cuộc thi. Cảm ơn bạn. Tôi rất là vui khi mà đại diện cho lãnh đạo của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tham dự cũng như tổ chức cái sự kiện này. Trong vai trò là những cái thành viên của ban tổ chức thì đầu tiên là chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng khi mà đã được sự phối hợp cùng với lại Hiệp hội Siêu Đầu Bếp Thế Giới để tổ chức ra một cái sự kiện lớn. Cụ thể là sáng hôm nay chúng tôi có tổ chức hai cái cuộc thi, một cái là cuộc thi về bánh và một cái là cuộc thi tôn vinh giá trị ẩm thực Việt của mình. Mục tiêu của chúng tôi muốn làm được nó cũng giống như sứ mệnh của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam khi mà được thành lập và phát triển cho đến ngày hôm nay, là chúng tôi muốn lưu giữ, phát triển và lan tỏa những cái giá trị về văn hóa ẩm thực đến với cộng đồng của người Việt Nam của mình và những thành viên trong nước nói riêng. Và ngoài ra chúng tôi cũng muốn lan tỏa cái giá trị ẩm thực văn hóa Việt Nam này đến với cộng đồng của thế giới, quốc tế và nâng tầm cho cái giá trị ẩm thực Việt mình ngày càng lớn hơn và rộng hơn. Cho nên chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng và có trách nhiệm khi mà đã được thực sự chung tay cùng với ban tổ chức để thực hiện những cái sự kiện, những cái cuộc thi, những cái chương trình giống như sáng hôm nay. Với vai trò là ban đại diện của Hiệp hội Sư Đồ Bếp Thế Giới, tôi tổ chức chương trình thử thách ẩm thực và bánh quốc tế lần thứ nhất năm 2024 tại Việt Nam, vì với cái triết lý của hội, với chiếc triết lý của Hiệp hội Sư Đồ Bếp Thế Giới là giao lưu các nước trên thế giới, Việt Nam đóng một cái vai trò là giao lưu với các nước. Hiện nay là có 6 nước: Singapore, Mã Lai, Indonesia, Cambodia và Việt Nam cùng nhau phát triển. Thì tôi mở ra cái cuộc thi này nhằm mục đích là giao lưu và lan tỏa những cái cảm hứng làm bánh, nấu ăn, lan tỏa những cái món ăn Việt Nam đến cho các thí sinh, các đầu bếp trẻ, để sau này họ có thể phát triển trên cái con đường mà đi thi quốc tế nhiều hơn và thành công hơn. Hello, rất
Rất hân hoan chào đón mọi người đến với cuộc thi Tự hào ẩm thực Việt. Tôi Lê Nguyễn Hoàng Long, đại diện cho chương trình Tự hào ẩm thực Việt. Hôm nay đến với chương trình cuộc thi ngày hôm nay, đến với đó là 20 trường đại học cao đẳng của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đội gồm có 2 bạn, mỗi bạn sẽ thi món chính 3 món, một món khai vị và một món dessert. Các bạn cũng thấy trong cuộc thi các đội thí sinh rất là đang là năng động, cho dù là tuổi trẻ nhưng các bạn rất là yêu nghề và đam mê với nghề và cháy lửa với nghề. Tôi mong rằng các bạn sẽ có một bước tiến hơn nữa, phát triển hơn nữa để cho cái ngành ẩm thực của chúng ta được vang xa hơn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.
Well, as you say, I'm actually very happy to be back in Vietnam. I have many friends in Vietnam in the bakery F&B industry. And indeed, Vietnam is really a place of smiles, good food and friendship. So it's really very nice today to see so many young people from all over Vietnam, as well as from other countries like Taiwan, Malaysia, Indonesia, all coming here to compete. I think the main thing is that the spirit of competition is to encourage and to fire the passion for what they do in the bakery arts and in the culinary arts. Hôm nay mình rất vui là được đến dự cái buổi chấm thi cho hội siêu đầu bếp. Một cuộc thi diễn ra rất là hoành tráng. Và tôi cảm thấy đó là các bạn ở đây có một số là đầu sinh viên từ các trường đại học cũng đến tham dự. Thì đây mà một cái sân chơi tương đối rộng cho các lứa tuổi chuẩn đầu bếp, sẽ đầu bếp và đang là đầu bếp chuyên nghiệp. Để mà thể hiện cái tài năng thì mong rằng cái cuộc thi này nó sẽ mang đến những cái triển vọng cho tương lai tốt hơn nữa về cái nghề nghiệp làm bếp. Và rất mong là các bạn hôm nay sẽ làm được những cái bài thi là xuất sắc nhất và thành công trong hôm nay. Cảm ơn. Với vai trò là giám khảo trong cuộc thi Tự hào ẩm thực Việt, thì theo quan điểm của tôi, trước hết là tôi rất là hân hạnh được trở thành một giám khảo của chương trình Tự hào ẩm thực Việt. Tôi thấy sự tổ chức rất là chuyên nghiệp và các bạn thí sinh rất là nhiệt huyết thể hiện ẩm thực Việt Nam trong món ăn của mình đưa đến với giám khảo. Và tôi tâm đắc với chủ đề Tự hào ẩm thực Việt, lan tỏa giá trị ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật cũng như dinh dưỡng. Đặc biệt ở đây tổ chức với diện tích rộng và sạch sẽ. Tôi chúc cuộc thi thành công tốt đẹp và đem lại cái giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trong nước và thế giới. I'm honored to see these young culinarians from schools coming here to demonstrate what they've learned about Vietnamese food and aspire to be to next leaders. You see, they'll be standing here as a judge one day. So one day, these people will be standing here. So I'm honored to be part of it and to give some feedback to them. Competitors, to read your rule book very carefully. One example is in your rule book, it was actually stated that each entry must be an individual product dimension, and there should be an English and Chinese explanation or Vietnamese explanation of your work. Trân trọng kính mời ban giám khảo của chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để mà nhận thư cảm ơn đến từ ban tổ chức của chúng ta. And now we welcome all the judges on the stage to receive the thank you letter from the organizer. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Võ Đăng Thúy, đại diện VCCA, cũng như là ông Lê Nguyễn Hoàng Long, đại diện cho Hiệp hội Siêu Đầu Bếp Thế Giới, sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng thư cảm ơn cho quý vị ban giám khảo của chúng ta. And please welcome Chef Ho Chiang Xiong, Chef Roy Lesmana, Chef Judy Kok, Chef Aki Thu Hinh, Chef David Chu, Chef Lao Wei Chu, Chef Hoàng Xiao Lan, nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết và Iron Chef David Thái, tiến lên sân khấu ạ. One step, yeah. Thank you so much. And everybody look at on the camera, and we have big smile. Chúng ta sẽ đến với chủ đề fondant cake.
hoặc là buttercream decoration display, là trang trí bánh fondant hoặc là bánh camber. Và xin được chúc mừng huy chương bạc của chúng ta. Xin được chúc mừng thí sinh Thái Thị Thanh Loan. And congratulations, the silver medal of the fondant cake or buttercream decoration display. Congratulations, Lim Khúc Tung. Và xin trân trọng kính mời đại diện VCCA, bà Nguyễn Võ Đăng Thúy và Chef Judy Cox on the stage for the giving the prize for our. Vâng, hai thí sinh của chúng ta đã xuất sắc đạt huy chương bạc. Chef Judy and Miss Thuy, please keep on stay, please keep on stay. Judy, keep on stay. Huy chương vàng của phần thi fondant cake hoặc là buttercream decoration display. Xin được chúc mừng thí sinh Thái Thịnh. And congratulations, the gold medal, Ping Xin Ru. Quickly, yes. Congratulations. Xin được chúc mừng huy chương đồng. Huy chương đồng xin được chúc mừng thí sinh Đỗ Hoàng Duy. Và tiếp theo, huy chương bạc xin được chúc mừng thí sinh Lâm Thị Siêu. Huy chương bạc xin được chúc mừng thí sinh Lê Hoàng Lộc. Huy chương bạc xin được chúc mừng thí sinh Mai Huỳnh Thiên Phúc. Và xin được chúc mừng huy chương đồng. Huy chương đồng của phần thi Delicate Dessert Display. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Trần Diễm Quân. Huy chương đồng xin được chúc mừng thí sinh Dương Thành Đạt. Vâng, xin trân trọng kính mời lên sân khấu Chef David Thái sẽ cùng lên trao giấy chứng nhận và huy chương cho thí sinh của chúng ta. Huy chương bạc của phần thi Delicate Dessert Display của chúng ta xin được chúc mừng thí sinh. And the silver medal of the Delicate Dessert Display, congratulations, Bang Xin Ro. Congratulations, Phổ Quang University, Wu Xin Wen. Congratulations, Chia Chen Chung. And congratulations, Lim Kok Tung, for the silver medal. And please welcome Peng Xin Ro, Wu Xin Wen, Chia Chen Chung,
and Lim Kok Bong. Are you here? Please welcome. Welcome. Again, you win again. Congratulations. Thank you so much. Roll your icing cookie or macaroon display. Congratulations for the silver medal, Lim Kok Bong. You got the silver medal of roll your icing cookie or macaroon display. Please welcome. Xin trân trọng kính mời nghệ nhân. And please welcome on the stage our judge, Roy Lesmana. And the gold medal of the Royal Icing Cookie or Macaroon Display, congratulations, Bung Sin Ru. And Valerie Rebecca for the gold medal of the Royal Icing Cookie and Macaroon Display. Congratulations, Valerie Rebecca. Chocolate bonbon display. Và xin được chúc mừng thí sinh đạt huy chương đồng, Đỗ Hoàng Duy. Và xin được chúc mừng thí sinh đạt huy chương vàng của phần thi chocolate bonbon display. Xin được chúc mừng thí sinh Đinh Thị Ngọc Thi. Phần thi tiếp theo của chúng ta, phần thi Teenage Fondant Cake Display. Xin được chúc mừng các thí sinh đạt được huy chương bạc của chúng ta. Xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Thị Nghĩa. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thắng. Xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thị Mai Hương. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hảo. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thùy Hương. Everybody be smile. Xin được chúc mừng huy chương vàng thí sinh Nguyễn Thu Hiền. Huy chương vàng xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Lương Dung. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Thị Quý. And the gold medal is congratulations Trung Gia Dinh. Everybody big smile. Congratulations. Huy chương bạc xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thùy Hương. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hảo. Xin chúc mừng thí sinh Vũ Thị Mai Hương. Và thí sinh Nguyễn Thị Bích Hảo. And please welcome on the stage our judge, Lao Wei Chu, to give the prize and medal for our participants. Huy chương vàng của chúng ta của phần thi tạo hình 3D xin được chúc mừng.
Thị Thắng. Xin được chúc mừng thí sinh Phạm Thị Quý. Và phần thi tiếp theo của chúng ta, phần thi 4D Arcade. Xin được chúc mừng các thí sinh đạt huy chương bạc. Huy chương bạc xin được chúc mừng thí sinh Lê Thị Ánh Dương. Xin chúc mừng thí sinh Trung Thị Thu Nga. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Bích Hảo. Xin chúc mừng thí sinh Trần Thị Trúc Thanh. Và xin trân trọng kính mời nghệ nhân Hội Bắc Thiếu Anh và nghệ nhân Nguyễn Tuyết cùng tiến lên sân khấu để trao giải cho thí sinh của chúng ta. Vâng, và chúng ta nhìn vào màn ảnh và chúng ta cười thật tươi nha. 1, 2, 3, big smile. Vâng, và xin mời giám khảo Hội Bắc Thiếu Anh dán lại sân khấu. Xin chúc mừng các thí sinh của chúng ta. Và các bạn ơi, huy chương vàng, huy chương vàng của phần thi tạo hình rau câu 4D của chúng ta. Xin được chúc mừng thí sinh Hoàng Quỳnh Vân Phương. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Như. Xin được chúc mừng thí sinh Diệp Tố Uyên. And the gold medal of the 4D Arcade is going to Trung Gia Dinh. Vâng, xin chúc mừng các thí sinh của chúng ta. Congratulations our participants. Và phần thi tiếp theo của chúng ta là Tea Break Table. And the next topic is Tea Break Table. Xin được chúc mừng huy chương đồng. Huy chương đồng sẽ thuộc vào đội nào ạ? Xin được chúc mừng Bakery School Việt Nam. Xin được chúc mừng thí sinh Lâm Thị Siêu, Mai Huỳnh Thiên Phúc, Lê Hoàng Lộc, Đinh Thị Ngọc Thi và Nguyễn Trần Diễm Quỳnh. And please welcome on the stage our head judge, Lao Wei Chu. Vâng, xin chúc mừng các thí sinh của chúng ta. Và xin được chúc mừng huy chương bạc của phần thi Tea Break Table sẽ thuộc về đội nào? Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Horex. Xin chúc mừng thí sinh Trần Ngọc Lượm, Đỗ Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Diễm Phương, Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Thị Tường Thu. Huy chương bạc xin được chúc mừng đội của thầy Khang, Nguyễn Ngọc Minh Thư, Hồ Tuấn Thanh, Nguyễn Đăng Thúy Hiền và Vũ Thị Lan Anh. Everybody look at on the camera and big smile. In the uniflower. Uniflower. Chúng ta có quay phim nữa nha. Rồi mọi người chuẩn bị nha. Chúng ta giơ tay và nhìn vào ống kính và vẫy tay cười thật tươi nào. 1, 2, 3. Vâng, chúng ta còn thí sinh nào chưa được được quà của nhà tài trợ nữa thì hãy nhanh chân lên nào. Phần thi bánh của chúng ta đủ hết rồi cả nhà nha. Ok, so for the gift too, please.
Congratulations. Okay. Can you pull up your hat? Your cap? For all of your hard work and how impressive it was to see each one of the tables doing something different. It was quite impressive to see food from north to central to south, and all the judges and I were impressed with what we saw, what we tasted, and experienced. So I say thank you, congratulations, and if this is your first competition, there's many more to come. So keep practicing, keep working hard, and next time you're going to be sitting here at the table judging each other. So thank you very much, and I wish you a wonderful competition. Xin trân trọng chào tất cả quý vị đồng nghiệp, chào tất cả các bạn, các thầy cô. Hôm nay tôi rất vui được đến đây dự một cái buổi chấm thi. Mặc dầu các bạn không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà ban giám khảo chúng tôi vẫn bị áp lực còn hơn là chấm cho bếp chuyên nghiệp. Bởi vì các bạn đó đã có một cái sự rèn luyện. Tôi nghĩ là các bạn rèn luyện chắc hơn lâu ngày mới là làm được những cái tác phẩm. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý ban giám khảo đã dành thời gian và hoặc là công tâm cho cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và mỗi thí sinh của chúng ta sẽ nhận được giấy chứng nhận giải thưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ có một ít hiện kim và phần quà của nhà tài trợ. Được chưa ạ? Ổn chưa ha? Dạ rồi. Ok, cả nhà chúng ta nhìn vào ống kính và cười thật tươi nha. 1, 2, 3, smile. Rồi, tất cả mọi người, chúng ta nhìn vào ống kính và cười thật tươi nào. 1, 2, 3, smile. Và chúng ta sẽ đến với giải 3. Giải 3, quý vị ơi. Dạ vâng, đã đủ hết rồi. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta cùng nhìn vào ống kính và nở nụ cười thật là tươi nào. 1, 2, 3, smile. Vâng, cả nhà nhìn vào ống kính và nở cười thật tươi nào. 1, 2, 3, smile. Và tất cả thí sinh của chúng ta ơi, chúng ta chuẩn bị tiến lên sân khấu để có một tấm hình tập thể nha. Anh ơi, cho camera chụp giùm em xíu. Dạ vâng, cả nhà ơi, nhìn vào camera và vẫy tay cười thật tươi nào. 1, 2, 3, yeah! Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Dạ rồi, xin cảm ơn quý vị ban giám khảo và xin chúc mừng tất cả thí sinh của chúng ta. Hỗ trợ viên của ban tổ chức vui lòng hỗ trợ các thí sinh của chúng ta di chuyển ra khỏi hội trường giúp chị đi ạ. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại các thí sinh của chúng ta ơi, chúng ta nhanh chóng di chuyển ra khỏi hội trường giúp ban tổ chức nhé. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Các bạn hỗ trợ viên.